Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 8 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 8 này là chiên sai quẩn khoa trẻ. Bây giờ mình giải thích nha. Chiên đây là bày chiên, còn sai là thức ăn, món ăn á. Khanh sai nói chung. Rồi, chiên sai là những món ăn của Bắc Kinh. Quẩn khoa trẻ. Trẻ là lễ, là Tết, là cái dịp kỷ niệm nào đó như vậy. Quẩn khoa trẻ mình có thể dịch là ngày hội văn hóa. Các món ăn Bắc Kinh hay là ẩm thực Bắc Kinh cũng được. Chiên sai quẩn khoa trẻ. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình đọc trước một lần nhé. 4月28日是京菜文化节。这一天在北京，很多北京菜的饭馆给人们准备了很多好吃的北京菜。 Rỉnh mến về khởi gì trái hoàng sang, khan trơ xe trữ bố. Trơ cơ quẩn hoa trẻ, sống sư yue ơ sử ba rư khai sử, tao chi yue. Trải trơ san cơ yue lỉ, Bảy Chinh hẳn tố phan quản, huy chuẩn bê hẳn tố hổ tông. Phan quản hải huy chỉnh ngoại của phấn dụ lại, chứ Bảy Chinh sai. 这让喜欢吃北京菜的人们非常高兴. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình giải thích nha. 4月28日, ngày 28 tháng 4. Thì rư này chúng ta cũng có thể đổi là hao được, nhưng trong văn viết ấy, trong khi viết người ta thường dùng là rư hơn, còn văn nói thì người ta thường dùng hao hơn. 4月28日, ngày 28 tháng 4 是 京菜文化节, là cái ngày hội văn hóa ẩm thực Bắc Kinh. Mình có thể dịch như vậy cũng được. Trơ y thiên, trai bày chiến. Trơ y thiên tức là trơ thiên vào ngày này ở Bắc Kinh, hoặc là mình dịch là ở Bắc Kinh vào ngày này. Rồi gì nữa? Hẳn tố bày chiến sai tờ phan quản. Hẳn tố bày chiến sai tờ phan quản. Rất nhiều những nhà hàng mà bán các cái món ăn của Bắc Kinh đó. Bày chiến sai tờ phan quản. Cầy rỉnh mến chuẩn bê là, chuẩn bê là chuẩn bị, chuẩn bê là đã chuẩn bị. Cầy rỉnh mến chuẩn bê là đã chuẩn bị cho mọi người. Chuẩn bị cái gì nào? Hành tố hào chư thờ bày chiến sai. Hành tố hào chư thờ bày chiến sai. Rất nhiều những món ăn Bắc Kinh rất ngon. Hành tố hào chư thờ bày chiến sai. Rỉnh mến về khứa gì trai hoàng sang, mọi người cũng có thể ở trên mạng. Ở trong tiếng Hoa là luôn luôn ở đâu mới làm gì. Cho nên là rỉnh mến về khởi gì sai hoàng sang, mọi người cũng có thể ở trên mạng để làm gì nào? Khan là xem. Trơ xe trữ bố. Trữ bố là phát trực tiếp. Trơ xe trữ bố là những cái chương trình hoặc là hoạt động phát trực tiếp về những cái điều này. Trơ xe trữ bố. Như vậy mình có thể dịch thoáng hơn là mọi người có thể xem phát trực tiếp những hoạt động này ở trên mạng. 这个文化节, cái ngày hội văn hóa này, 从4月28日开始到7月, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4, 到7月 là đến tháng 7. 在这三个月里, 在这三个月里, 三个月里 là trong 3 tháng, 在这三个月里 là trong 3 tháng này, tức là từ tháng 4 cho đến tháng 7 á. Bảy chiến hành tố phan quản, tức là bảy chiến tờ hành tố phan quản, rất nhiều những cái nhà hàng ở Bắc Kinh. Chuẩn bị hành tố hổ tung, chuẩn bị rất là nhiều những hoạt động. Chuẩn bị hành tố hổ tung. Phan quản hải huê, phan quản là các nhà hàng, hải huê là còn sẽ, hải là còn, huê đây có nghĩa là sẽ, huê có nhiều nghĩa. Xin qua của phẩm vô, mời bạn bè quốc tế, mời bạn bè người nước ngoài, tức là mời bạn bè quốc tế. Lại chư bảy chiến sai, lại chư bảy chiến sai, đến để ăn những món ăn của Bắc Kinh. Chơ răng xì hoan chư bảy chiến sai tờ rỉnh mân. Chơ là điều này, răng là khiến cho, xì hoan chư bảy chiến sai tờ rỉnh mân hay là tờ rỉnh cũng được. Điều này khiến cho những người thích ăn các cái món ăn của Bắc Kinh phải chẳng cao xiên, cực kỳ vui, hoặc là vui sướng vô cùng, vui vô cùng.
Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần 8 này. Chúc mọi người học thật vui. Và đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ mình nhé. Xin chúc mọi người học thật là tốt. Xin chào.